Hello, xin chào các bác nhé. Ngày hôm nay thì về khoảng chỗ này là đang là 2, 4, 6, 6 kiện. Thực ra là 16 kiện cơ nhưng mà chưa về hết lô. Đấy, vì hôm nay trời mưa nên là phải kéo vào luôn. Đây là một cái mẫu của Cần Thủ Đặng Cường. Ông ấy ra cái mẫu này, thiết kế này là gần như đầu tiên và cũng rất là nhiều hàng khoách của cái mẫu này rồi. Đấy, các bác có thể, anh em Cần Thủ nếu mà đam mê câu thì chắc chắn là cũng sẽ biết đến Đặng Cường. Nhưng mà cái mẫu này ra rất là lâu rồi và theo như cái cảm nhận của em thì bên đấy cũng không bán được nhiều, nên là chắc là ông ấy liên hệ và xả một số. Nói chung là hàng hãng mà đắt quá thì cũng rất là khó bán. Đấy, còn đây là cái thiết kế nha. Còn đâu anh em nào đã dùng cái con Thiên Xuyên này rồi thì cũng có thể cảm nhận qua là cái con này nó có giống hay là phôi cần có giống không. Và khi mua hàng, bác nào có thể, nếu mà các bác mà mua hàng đắt tiền rồi thì chắc là mua thêm một cây nữa để về so sánh thì cũng chắc là cũng không có vấn đề gì. Đấy, để so sánh xem là có đúng chuẩn của Đặng Cường không. Mẫu mã thiết kế phôi cần 100% là của Đặng Cường, nhưng mà giá thì lại rất là Việt Nam luôn nhá. Đây là size 7m2 này. Đấy, mẫu này thì đây là có cả cái tem của mỗi cái cần là đều có một cái tem như này. Đấy, cái tem này thì là ở không phải tem dán mà tem, nói chung là phủ thêm một cái lớp sơn lên nữa nên là nó là cái tem cố định. Và đây là có tem QR này, tem 7 màu chống hàng nhái hàng giả này. Đấy, tem 7 màu. Chỗ này là có cái phủ cào. Đấy, các bác cào cái này ra thì lại có một cái mã số nữa để check cái QR này. Đấy. Thiên xuyên. Đấy, bây giờ sẽ đi ra cần xem các bác xem cái phôi cần cũng như là xem cần có thẳng không nhá. Đây, đây là ngọn cần này. Đấy. Anh em nào đang dùng hàng hãng cần này rồi thì biết này. Đây là cái ngọn lóng sát ngọn cũng giống luôn. Đấy, đây là size 7m2. Size 7m2. Đây, các bác có thể thấy này. Cái rồi, tắt cái điện ở chỗ kia đi mới dễ nhìn, nó bị lóa bóng. Sáng cái chỗ kia. Đây. Các bác có thể thấy này. Đây là size 7m2 nhá. Da cần cũng rất là thẳng. Nói chung là cái vấn đề mà da cần thẳng á thì khi mua hàng các bác cũng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nên là cái vấn đề da cần có thẳng hay không thì là đấy, không thắng thì hoàn về giúp em, thế thôi cho nó dễ. Đấy, còn đây là, nói chung là hôm nay trời mưa thành ra là không test được cây cần này. Đấy, bây giờ em sẽ ra phần đầu các lóng này chi tiết cho các bác xem nhá. Đây rồi, ra phần đầu, cái ra là ra cần là sau cùng, ra đầu ra đít trước mà thôi. Đây, cái sơn chống xé chống toạc rất là dài nha, dài hơn cả một ngón tay luôn. Đấy, các bác có thấy này, tất cả các đầu lóng đều sơn rất là dài, rất là tỉ mỉ. Và đây là cái phôi cần. Đấy, đen bóng luôn. Đây nha, thấy chưa, đèn nhiều quá nó lại bị ấy, chưa có phải là gì đâu. Đây là các bác có thấy này, cái sơn đầu lóng rất là dài luôn, sơn đầu lóng chống xé chống toạc. Và đây là ngọn cần này, và đây là lóng kế ngọn này. Thì trên video này các bác có thể thấy luôn là cái lóng kế ngọn này phôi carbon cũng giống như cái lóng kế tiếp của nó. Đấy, thường là những cái mẫu đắt tiền là như vậy. Đấy, lóng sát ngọn và cái lóng kế tiếp theo là nó cũng chất liệu, cùng chất liệu luôn. Cây này thì có đến 8m1 và 7m2 thì theo cảm nhận của em rất là nhẹ. Cây này 7m2 của nó chắc chỉ khoảng hơn 200g một chút. Đây là phần gốc của các lóng này. Theo như em biết thì cái mẫu Thiên Xuyên này có từ rất là, nói chung là ông có Đặng Cường này ông ra từ rất là lâu rồi, nhưng mà đầu tiên thì dựa vào tên tuổi nên là bán được rất là nhiều, nhưng thời gian sau đấy thì có thể là giá cả nó hơi chát nên là cũng chậm lại, nên là bây giờ là người ta kiểu như là dạng chuẩn bị bởi các cái mẫu này. Đấy, nên là anh em nào
cũng hâm mộ với ông này thì có thể mua cần này, vì bây giờ hiện tại giá rất là rẻ luôn. Đấy, thiết kế chủ đạo của nó là màu trắng và màu đen, tem QR code các thứ. Nhưng mà đây là lấy mà chuẩn hãng của nó nhá. À, không phải chuẩn mà là về đến Việt Nam rồi và vì để bảo đảm về cái vấn đề mà đại lý rồi các thứ của ông thì là cái túi đựng cần này nó sẽ bị khác đi. Còn em xin cam kết là cái lóng gốc, tất cả các lóng ở bên trong, nói chung là chất lượng của cần là vẫn là chuẩn chỉ luôn, những cái túi của nó đã bị khác đi thì ông ấy cũng phải giữ lại một cái gì đấy chứ không thể làm mà như thế được. Đây, tem 7 màu nha, chống hàng giả. Đấy. Nói chung là anh em nào hay dùng hàng hãng rồi thì cứ comment ở dưới để so sánh. Nói chung có chắc chắn là sẽ có rất là nhiều bác dùng cây này rồi nên là các bác có thể cứ so sánh thoải mái. Đây là em một cái khẳng định về cái chất lượng của cây cần này. À, cảm ơn các bác đã xem hết video.